Rồi, anh chị em nào, cô chú bác nào ở nhà mình có cái gì hay là gia đình lo kéo, hay thậm chí là mình đi làm về âm nhạc có sử dụng cái sơ đi đúng không, mà bây giờ mic của mình không còn nhạy nữa, với lại bị rơi lớp, bây giờ không thể sử dụng được, thì đây hôm nay lên cho anh chị phẩm micro G02. Thì trong em hộp này thì có cái gì, đây anh móc cho anh chị xem luôn. Đây, trong hộp em nó sẽ gồm có hai cái đô đó, và một cái đầu thu sóng. Đây, thì đầu thu sóng này sẽ sử dụng pin sạc nha anh chị em. Ở trong cái hộp này sẽ có luôn ba cục pin sạc cho anh chị em gắn trực tiếp vào máy thiết bị đi theo đó. Thì em này sử dụng sẽ là cái cổng sạc 5V cho anh chị nào ở nhà mình có sạc sẵn thì thêm vào mỗi khi mình sử dụng hết pin nha. Giờ anh kết nối cho anh chị em xem thử luôn, chỉ cần cắm vô vậy thôi. Lên 1 2 3 4 lên 1 2 3 4 alo 1 2 3 4 đó. Đây thì đây cái cách sử dụng của em này đó, rất chi là đơn giản luôn. Anh chị chỉ cần qua cái đầu thu lên, anh chị chỉ cần qua cái đầu thu lên cho em ghim vào cái thiết bị và nó online đối với cái sơ nha. Còn đối với âm ly lo kéo thì đây em sẽ kết nối cho xe luôn. Alo 1 2 3 4 đây âm thanh cực kỳ sáng luôn anh chị đâu. Đây để xài vậy nó còn sáng đó. Rồi đây là kết nối với âm ly, vậy còn kết nối với lo kéo thì sao? Rồi kết nối với lo kéo thì theo nha. Có trúng hú luôn nha. Đây, em thử cho anh chị xem nè. Không hú. Không hú luôn đúng không? Vừa này, vừa không hú. Pin sạc. Đó. Quá tiện lợi cho anh chị sử dụng và kết nối ra cái thiết bị luôn. Thì bây giờ còn chờ chờ gì nữa, bấm ngay vào giỏ hàng, kinh ngay nó về nhà để thay thế cho các bộ mic thư đang ở nhà của mình, cũng như là bộ mic không còn nhạy nữa ha. Rồi, cảm ơn anh chị.